Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài Miền Trung thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử xổ số Miền Trung: Giải 8 Đài Đà Nẵng 32, Đài Quảng Ngãi 93, Đài Đắk Nông 71. Giải 7 Đài Đà Nẵng 162, Đài Quảng Ngãi 764, Đài Đắk Nông 813. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn.